Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Future News. Đây là phần thứ hai của chương trình này. Thưa quý vị, trong phần thứ hai này, một bản tin cũng liên quan tới đời sống chúng ta hiện nay, đó là dịch cúm. Thưa quý vị, cơ quan CDC, một cơ quan lo về kiểm soát bệnh tật và bệnh dịch của Hoa Kỳ, cơ quan này loan báo rằng là năm nay dịch cúm đã diễn ra một cách toàn diện và lớn và mạnh ở khắp 49 tiểu bang của Hoa Kỳ, ngoại trừ tiểu bang Hawaii là một tiểu bang ở cách xa trên vùng biển Thái Bình Dương. Trong vùng nội địa của Hoa Kỳ, kể cả Alaska, thì dịch cúm đang hoành hành và hoành hành một cách hết sức là mạnh mẽ. 30 trẻ em đã chết trong khắp các cái tiểu bang nói trên. Và theo thông lệ thì điểm cao nhất của dịch cúm hàng năm diễn ra tức là vào tháng 2. Thì như vậy dịch cúm vẫn đang còn phải tiến triển và tiến triển mạnh cho đến giữa tháng 2 thì mới lộ đến cực điểm và sau đó sẽ giảm dần. Thì đó là cái dự trù của cơ quan CDC. Dĩ nhiên dự trù thì cũng có khi sai. Và tuần trước đây, con số tiểu bang có bệnh và lan tràn nhiều nhất là 26 tiểu bang. Thì hiện nay con số bệnh lan tràn đó mà nhiều nhất đó đã lan lên đến con số 32. Nguồn gốc bệnh cúm hiện nay là một cái virus cúm có tên là influenza A H3N2. Thưa quý vị, vi khuẩn bệnh cúm là một loại vi khuẩn, cho nên vì là vi khuẩn cho nên không có cái thuốc gì có thể trừ được vi khuẩn cúm, mà người ta chỉ có thể dùng những cái phương pháp điều trị thông thường để có thể ngăn chặn những cái tai hại của bệnh cúm mà thôi. Tại nhiều tiểu bang như tiểu bang Oklahoma và tiểu bang Texas, nhiều trường học đã phải đóng cửa trong tuần lễ vừa qua chỉ vì thầy giáo và học trò đều bệnh cả và không có ai đến trường, do đó thì trường phải đóng cửa. Tại tiểu bang Washington, cái lượng người bị cúm chết đã lên cao trong tuần lễ vừa qua, theo như một bản tin của đài Fox trên đài 13 của tiểu bang này. Và đồng thời cũng tại tiểu bang Washington, thưa quý vị, người ta đã loan báo ít nhất là có 86 người chết khi mà lần cúm được kiểm soát và được đếm cho tới cái ngày thứ hai, ngày thứ sáu vừa rồi. Nói chung tiểu bang Washington sợ gì bệnh nặng như vậy là bởi vì nó là một tiểu bang mưa quanh năm và ẩm ướt, vì vậy cho nên bệnh cúm hoành hành. Và đồng thời thì thưa quý vị, tại Mississippi bệnh cúm cũng đã lan đến ít nhất là 100 cái nhà dưỡng lão và nhiều cái nơi khác nữa, khiến cho thưa quý vị những nơi này phải cấm những người đến thăm viếng. Và bệnh cúm mà khi đến các người già thì thường hay gây ra tử vong cho những người già, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp liên quan đến cái kế hoạch bất thành của hãng Apple trong thời gian gần đây. Quý vị biết là Apple đã tung ra cái điện thoại iPhone X, tức là iPhone 10, với cái giá đắt đỏ nhất so với lại iPhone từ trước đến nay. Và trong suốt một thời gian ngắn vừa qua thì thưa quý vị, lúc đầu cũng có rất nhiều người mong chờ và đặt hàng để mà sử dụng cái iPhone X này. Tuy nhiên trong những ngày gần đây đó thì cái số lượng đặt hàng của iPhone X nó đang là có cái đà đi xuống. Cho nên đối với lại những người chuyên mà nghiên cứu về cái thị trường của hãng Apple và đặc biệt là cái dòng điện thoại iPhone đã đưa ra những cái lời tiên đoán và họ thấy rằng là chắc chắn cái iPhone này sẽ bị ngưng sản xuất trong mùa hè tới đây. Tức là chỉ còn có vài tháng nữa thôi, khoảng chừng 4-5 tháng nữa thì cái điện thoại này sẽ bị ngừng sản xuất bởi vì cái nhu cầu của hãng Apple đưa ra không có đạt được hiệu quả. Cái thứ nhất người ta đoán đó, người ta biết đó là cái iPhone X này nó quá là mắc mỏ, trên 1.000 Mỹ Kim. Cái thứ hai nữa đó là cái phone này nó không có làm cái màn hình lớn giống như là cái Plus của những cái iPhone khác, cho nên có nhiều người cũng không thích. Cái thứ ba nữa đó là ở trên cùng của cái màn hình của cái iPhone X này nó có một cái khuyết xuống. Cái điều này họ có nhiều người thấy cũng khá là chướng mắt khi mà có một cái vật gì đó nó hạ xuống thấp, nó cản cái màn hình của họ. Đó là những cái điều mà ta nghiên cứu người ta thấy như vậy. Cho nên là người ta thấy là cái lý do mà nó bị chậm trễ, nó bị cái đơn đặt hàng nó ít xuống là những cái yếu điểm đó. Thành ra là Apple rất có thể là họ sẽ ngưng sản xuất cái dòng iPhone X trong cái tháng hè, mùa hè tới đây. Như vậy thì đây là cái sản phẩm iPhone mà họ đã ngưng sản xuất chỉ trong thời gian ngắn kể từ cái iPhone 5C vào năm 2014, sản xuất ra một loạt một lượt thôi rồi xong ngưng luôn, không có sản xuất nữa.
Như vậy thì thưa quý vị, trong cái dự đoán của những nhà nghiên cứu về công ty Apple đó, họ nói rằng là trong tương lai thì Apple sẽ cho ra ba cái loại phone từ cái thế hệ X đi xuống để mà có thể làm giảm nhẹ cái giá của nó, chẳng hạn như là cái loại iPhone X 5.8 inch thế hệ thứ hai nó sẽ được rẻ hơn, rồi iPhone X Plus 6.5 inch và cái iPhone SE 6.1, thì đây là ba cái loại mà họ sẽ replace cho cái iPhone X rất là mắc mỏ hiện bây giờ với cái giá nhẹ nhàng hơn, và đồng thời cái iPhone đó nó cũng có cái hệ thống nhận dạng khuôn mặt để mà mở cái điện thoại. Thì đây là những cái dự đoán, nếu đúng như vậy thì công ty Apple sẽ có thể là bị thất thoát khá là nhiều với cái iPhone X mà họ đã vừa mới chào hàng. Anh Phạm Cơ. Vâng, chẳng ra họ ngưng lại như vậy mà họ giành được tiền hơn là họ tiếp tục làm mà không bán được, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới thưa quý vị, tiểu bang Alabama và thành phố Tuscaloosa. Tại tiểu bang này, thưa quý vị, cảnh sát vừa loan báo rằng họ đã tìm ra tung tích và kẻ giết người cho một cái nạn nhân. Nạn nhân này năm nay 82 tuổi, đã mất tích từ căn nhà ở Tuscaloosa, tiểu bang Alabama. Thưa quý vị, cái người mà bị mất tích đó đã lâu rồi, đã hơn mấy tháng rồi, và hôm nay xác của ông ta mới được tìm ra mà thôi. Ông ta tên là Emmett Kaiser, năm nay 82 tuổi, và kẻ tình nghi đã bị bắt hôm nay. Kẻ tình nghi này là một người đàn ông, bạn của người này, hai người này quen biết nhau, và kẻ tình nghi này chỉ có 53 tuổi mà thôi. Và ông ta là cái người mà hiện nay đã được coi là kẻ tình nghi đầu tiên hết và duy nhất, bởi vì hôm thưa quý vị, hôm tháng 3 vừa rồi, thưa quý vị, họ đã tìm ra cái xác của cái người đàn ông này được tìm ra, và họ không biết là ông ta đã bị, khi họ tìm ra thì họ không biết ai đã giết chết ông ta. Và cuộc điều tra tiến hành từ tháng 3 cho tới bây giờ đây, thì khi mà họ tìm thêm được nhiều bằng cớ nữa thì họ mới biết chắc rằng thủ phạm là một cái người quen thân với ông này. Và ông ta thì thủ phạm năm nay chỉ có 52 tuổi thôi, và đã thú nhận rằng là ông quen biết với người đàn ông nói trên. Và nguyên nhân tại sao mà ông ta đã giết người bạn của mình thì không ai được biết. Hiện nay thì cuộc điều tra đang tiến hành, thưa quý vị. Quay sang một bản tin khác liên quan đến một cái sự kiện thì festival rất là lớn đang sắp sửa diễn ra không đầy một tháng nữa tại Houston, đó là cái rodeo, thưa quý vị, rodeo và livestock. Đây là một cái ngày hội rất là lớn mà người dân của Houston, của những vùng phụ cận tại Texas rất là tham gia, rất là đầy đủ, rất là đông trong mỗi năm cái chương trình rodeo này trở về. Thưa quý vị, hiện bây giờ thì giới chức của ở tại thành phố Houston đang đưa ra những cái lời kêu gọi để mà nhận nhân viên làm việc phục vụ cho rodeo của năm nay. Mới ngày hôm qua, thứ bảy thì đúng hơn, cuối tuần vừa qua, tại một cái job fair ở tại NRG, cái khu vực của downtown Houston, đã mở ra một cái job fair để tìm người phục vụ cho rodeo. Là tại vì trong cái mùa bão vừa rồi ở tại tiểu bang Texas, cơn bão Harvey đã đánh vào tiểu bang Texas rất là nặng nề, thành ra rất là đông người đã phải di dời đi cái nơi khác, replace, tức là họ nhà cửa bị hư hại rồi họ phải đi nơi khác. Thành ra là cái số lượng người mỗi năm vẫn phục vụ để mà giúp cho rodeo đó, hàng ngàn người, bây giờ không còn nhiều nữa, chỉ có vỏn vẹn chỉ còn khoảng chừng 200-300 người thôi. Thành ra là giới chức của thành phố Houston đang là đưa ra cái lời kêu gọi nhận nhân viên làm việc cho cái stadium này để phục vụ cho rodeo. Hàng ngàn người đang cần để mà có thể trợ giúp trong cái mùa năm nay. Thành ra là nếu quý vị nào muốn apply để mà xin làm việc cho cái rodeo này thì quý vị có thể liên lạc, để ý xem những cái trang báo của địa phương, xem thường thường đó vào mỗi thứ bảy từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều ở tại cái NRG Stadium sẽ có một cái buổi job fair. Họ tại đây họ sẽ nhận đơn resume của quý vị để mà họ, những người mà thích làm việc cho cái cơ quan này thì có thể đến đây để có thể ghi danh và chờ họ kêu vào để mà interview. Thì đây là một cái thông tin mới nhất liên quan đến cái sự kiện rodeo đang sắp sửa diễn ra tại Houston, Texas. Anh Phạm Cát. Vâng. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt chương trình Future News hôm nay. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp cũng trên làn sóng này. Cảm ơn quý vị và xin kính chào tạm biệt.